em mở tin nhắn được. Đấy. Trăm. Mình tiếp tục ha các bạn. Giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái phân loại. Thì có rất nhiều cái cách phân loại ha. Một cái phân loại đầu tiên mà người ta hay xài nhiều nhất đó là phân loại theo cấu trúc hóa học. Và cái tôi giới thiệu với các bạn cái phân loại mà theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì cái phần này các bạn trong cái bài tôi cũng có để ở cuối, phần cuối có cái bảng phụ lục, cái bảng 1 đó. Thì nó là cái bảng này giống vậy đó, các bạn cứ coi bên trong đó. Không cần coi trong quyết định 708 cũng được, ở trong cái mà cái bài tôi cũng có để cái phân loại này. Thì lưu ý nè, đây là phân loại theo cấu trúc hóa học nha. Tức là người ta sắp xếp theo từng nhóm. Chúng ta có rất nhiều cách phân loại. Thì đây là cái cách phân loại mà thường hay được xài nhiều nhất trong các sách giáo khoa, trong phía cả bên ngoài phân phối cũng giống vậy. Người ta cũng mua bán, người ta cũng gọi theo cái tên, theo những cái nhóm giống như vậy. Trong cái theo cái phân loại, cái thứ hai nữa là tôi giới thiệu với các bạn theo chính nhóm của cái Bộ Y tế ban hành. Và như vậy thì để nữa khi các bạn đi thực tập làm việc trong các cơ sở thì chúng ta sẽ gặp là cũng không phải là ở ngoài bệnh viện tư lệnh đi khác cái này nha các bạn, làm ở các đơn vị tư nhân cũng phải theo cái quyết định này, bởi vì cái quản lý kháng sinh là cái quản lý của nhà nước đó. Thì các bạn sẽ thấy cái nhóm lớn nhất đó là nhóm beta lactam, kế tiếp là nhóm amino glycosidic, nhóm macrolide, glucosamine, phenicol, tetracycline, nhóm peptide, quinolone và còn lại nó liền hết vô trong một cái nhóm khác. Thì trong cái nhóm khác đó có hai cái nhóm đó là sulfanamide và cái oxazolidinone. Oxazolidinone là nó có một cái hoạt chất hiện nay đang xài đó là cái linezolid đó. Thì tùy theo từng cái trường hợp mà cái nó họ sẽ phân, ví dụ như cái quyết định trước của cái hướng dẫn trước của năm 2016 đó các bạn, thì nó chỉ có 7 nhóm thôi và nó để cái quinolone luôn nằm ở trong các nhóm khác, còn sau đó với cái nhóm peptide để nằm trong nhóm khác. Còn sau đó sang đến 2016 đổ lên hiện nay nó tách ra, có nghĩa là gì? Cái khuynh hướng người ta sử dụng già nhiều ra, nó thành cái kháng sinh chủ lực nên người ta sẽ tách ra giống như vậy. Thì có thể hình như bây giờ là họ đang chuẩn bị viết lại cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh đó. Có thể lúc đó nó lại phân ra một cái nhóm mới gì nữa, nhưng những cái nhóm đầu tay lúc nào cũng có đó là beta lactam đó các bạn. Hiểu. Đây là phân loại về mặt cấu trúc hóa học. Học những cái nhóm này thì các bạn lập ra trong quyết định 78 của Bộ Y tế, nó là tiếp tục phân ra nhỏ nhỏ nữa và trong đó nó bắt đầu nó phân cho mình nhóm luôn, phổ. Các bạn dòm vô các bạn thấy thấy ha. Ví dụ như là cái penicillin đầu tiên thì phổ rham dương, sau đó phổ bắt đầu lấn dần ở bên con rham âm. Đến cái nhóm carboxy với uredo thì phổ chính yếu là tác dụng trên con rham âm và nó có hiệu quả rất mạnh ở trên cái con pseudomonas, nên những cái nhóm ticagrelor, piperacillin thì nó nằm ở trên, người ta còn gọi đó là những cái kháng sinh tác dụng chủ yếu trên pseudomonas. Rồi các bạn lại có trong cái cephalosporin thì họ chia 1, 2, 3, 4, phân chia theo thế hệ này không phải theo thứ tự mà theo cái thay đổi về phổ đó các bạn sẽ thấy. Thứ nhất nó tác dụng chủ yếu trên rham dương, sang thế hệ thứ ba thứ tư đổ lên phổ chính yếu chỉ nằm trên con rham âm thôi, nên chỉ định nhiễm trùng do rham dương thì người ta dùng ở cái thế hệ thứ nhất, mà rham âm thì người ta chủ yếu tập trung vô thế hệ thứ ba thứ tư đổ lên. Thì những cái tính chất này nè, khi học tới cuối bài tôi sẽ tóm tắt lại cho các bạn một số các cái điểm chính của các nhóm này nha. Còn giờ thì chúng ta làm quen với các cái nhóm và những cái tên hoạt chất có trong những cái nhóm đó để cùng biết khi chỉ định như vậy thì nó đang nằm trong nhóm nào, nó có những cái tính chất dung chung về về cái gì. Chắc chắn đầu tiên là phổ kháng khuẩn, cái thứ hai là gì, cái độc tính, để khi chỉ định chúng ta sẽ lường nó trước. Rồi bây giờ giữa các cái hoạt chất trong cùng một cái nhóm thì nó khác nhau về cái gì thôi, về mặt dược động học để xài thôi. Ví dụ trong trường hợp này các bạn thấy có hai loại penicillin đúng không, G với V, thì cái penicillin G nó chỉ sử dụng bằng đường tiêm, còn cái penicillin V thì lại uống được, chỉ khác giống vậy. Còn Ambi với Amoxicillin
khác nhau ở chỗ amoxicillin thì hấp thu rất tốt qua đường tiêu hóa, gần như uống lúc bụng đói hay no đều được, còn ampicillin muốn hấp thu nhanh thì phải uống lúc bụng đói. Nó chỉ khác nhau giống vậy thôi. Còn cephalosporin thế hệ thứ 3, nó khác với hai cái thế hệ trên là nó có khả năng vượt qua hàng rào máu não. Đó là những cái điểm mà ở trong cái phần cuối cái bài kháng sinh này tôi sẽ tổng kết lại cho các bạn một số các điểm chính. Còn giờ thì chúng ta sẽ làm quen. Quen thứ nhất là nhóm thuốc và thứ hai là nhóm hoạt chất. Như vậy thì cái nhóm đầu tiên rất lớn đó là nhóm beta-lactam. Người ta gọi giống vậy bởi vì cấu trúc chính nó là cái dòng beta-lactam. Để phá vỡ cái dòng này thì nó mất tác dụng ngay tức khắc. Nên trong cái dòng beta-lactam nó có hai cái nhóm nữa. Đó là cái nhóm penicillin và nhóm cephalosporin. Kháng sinh nhóm này người ta gọi là các cái beta-lactam. Còn từ cái nhóm 2 trở xuống thì đôi khi các bạn lại nghe nói đó là các kháng sinh nông beta-lactam. Đó là vậy đó. Thì trong cái nhóm beta-lactam họ chia ra penicillin, cephalosporin, một số các cái beta-lactam khác mà trong đó rất nổi tiếng đó là nhóm carbapenem. Và người ta có xếp vô những cái chất ức chế beta-lactamase vô bên trong đó. Thì cái nhóm đầu tiên là cái nhóm penicillin thì trong cái là do trong cái cấu trúc của dòng beta-lactam đó nó có 6 carbon, nó chỉ khác giống vậy. Và người ta chia ra cái nhóm có phổ rất hẹp là những cái penicillin khởi thủy đầu tiên. Tác dụng nó sẽ tác dụng tập trung rất mạnh trên con râm dương. Chính yếu nghe chứ không phải là chỉ tác dụng trên râm dương thôi ha. Mà trong đó thì các bạn sẽ thấy có G để tiêm mà có V thì để uống. Sau đó thì cái dòng beta-lactam nó sẽ bị những cái con vi khuẩn nào tiết ra cái enzyme phá hủy. Nên người ta gọi những enzyme đó là penicillina. Và thì nếu bây giờ người ta mới tổng hợp ra một cái nhóm để chuyên trị những cái con tiết ra cái penicillina. Tức là hãy thêm một chữ A ở sao là cái enzyme chim phá hủy một cái cấu trúc nào đó, hóa học nào đó. Thì lúc bây giờ người ta mới tổng hợp ra được cái methicillin. Rồi sau này chúng ta có oxacillin, loxacillin, diloxacillin. Và bây giờ cái phổ nó chỉ có tác dụng rất hẹp nằm ở trên cái con mà Staphylococcus aureus có tiết ra được các cái penicillina thôi. Nên là họ gọi là phổ rất hẹp, chỉ tác dụng được trên con tụ cầu vàng mà tiết ra cái enzyme phá cấu trúc của penicillin, đó là penicillina. Những cái con đó các bạn họ sẽ chỉ định được những cái thuốc này để giết những con đó. Những con đó các bạn sẽ thấy trong cái chỉ định thuốc nó ghi đó là MSSA. SSA tức là cái Staphylococcus aureus mà vẫn còn nhạy cảm với methicillin thì hiện nay người ta vẫn còn xài ha. Cái loxacillin, diloxacillin nè, những cái con đó người ta gọi là MSSA. Vậy thì cái nó chỉ tác dụng trên cái con râm dương thôi, bây giờ người ta lại muốn lấn qua bên con râm âm, họ mở ra hai cái phổ mới. Và bây giờ là đó là ampicillin. Và trong cái cấu trúc các bạn thấy thì cái muốn vượt vô được cái con râm âm thì nó phải phớt tán qua cái lớp vỏ bên ngoài. Nó có cấu trúc y như cái màng tế bào, tức là nó phải thân trong lipid. Điều đó cũng có nghĩa là những cái kháng sinh này nó vượt qua được hàng rào màng tiêu hóa. Vậy thì bây giờ nó lại sử dụng qua đường tiêm. Nó có gì không nè? Ôi gì được uống. Những cái kháng sinh nhóm này thì sẽ được cái sử dụng được qua đường uống. Phổ bắt đầu lấn qua con râm âm nhưng vẫn bị những cái con vi khuẩn tiết ra cái enzyme phá hủy chung cái cấu trúc của thuốc, người ta gọi là beta-lactama phá hủy, mất tác dụng. Vậy thì cái nhóm nằm ở bên dưới, ticagrelor, piperacillin là những cái nhóm thuốc mà người ta khắc phục cái tính chất này, tức là cho nó dùng để dẫn nó có hiệu quả trên những cái con râm âm mà đặc biệt tiết ra được beta-lactama. Nó cứ đi theo từng bước giống vậy đó. Và bây giờ thì người ta lại thấy nó tác dụng rất tốt trên cái con mà trực khuẩn mũ xanh, tức là Pseudomonas aeruginosa. Đó là cái nhóm penicillin nó đi tới đó, hiện nay nó ngừng lại đó, người ta chưa có tìm thêm. Thì cái nhóm cephalosporin nó cũng giống vậy, nó cũng đi theo hoặc chia theo từng thế hệ. Nó chỉ khác biệt nhóm penicillin là cái dòng beta-lactam của nó có tới 7 carbon. Và bây giờ thì họ chia theo thế hệ, họ phân theo ba cái điểm chính. Cái thứ nhất là phổ nó chuyển dần từ tác dụng râm dương sang râm âm. Cái thứ hai là những cái kháng sinh nhóm càng về sau thì nó càng bền với các beta-lactama hơn. Thế hệ thứ ba là nó rất ít bị các beta-lactama phá hủy. Nhưng mà bù lại thì
bù lại thì nó lại bị cái beta lactama phổ rộng, tức là cái ESBL phá hủy. Để cái con vi khuẩn nào tiết ra được cái beta lactama phổ rộng thì nó lại phá hủy cấu trúc các cephalosporin thế hệ thứ ba. Một cái điểm khác biệt nữa với các thế hệ này đó chính là cái cephalosporin thế hệ thứ ba đổ lên nó mới thấm được qua hàng rào máu não. Các bạn nghe được rồi nữa thì tới phần cuối khi ôn tập là những cái điểm chính đó của nhóm kháng sinh, tôi sẽ nói chậm hơn cho các bạn ghi nha. Thì đó là ba cái điểm để phân chia theo thế hệ, và các bạn có thể tìm thấy nó đọc ở trong cái bản này, nó ghi rất rõ trong bản này của nằm trong cái quyết định. Đó là như vậy thì khi mà cái cephalosporin thế hệ thứ ba đổ lên bị cái beta lactama phổ rộng phá hủy thì hết tác dụng, thì họ mới tổng hợp ra cái nhóm đó là carbapenem. Như vậy carbapenem dùng chuyên để chỉ định cho những cái trường hợp nhiễm khuẩn mà do vi khuẩn tiết ra được beta lactama, tức là những cái beta lactama phổ rộng ESBL. Hai cái chất xài rất nhiều đó là imipenem với meropenem đó các bạn. Ngoài ra cái Dori với cái Acta thì nó ít xài hơn, bởi vì cái phổ nó không có mạnh, cái dược đồng học của nó không có mạnh bằng hai cái thuốc này. Thì tới đây người ta lại nghĩ tới bây giờ do cái con rám âm nó che bởi cái lớp vỏ bên ngoài nên là một cái chất muốn xâm nhập vô con rám âm có tác dụng thì một là nó phết tán ngang qua cái lớp lipid màng, hai là nó chui vô cái lỗ lọc mà chỗ đó cái tế bào vi khuẩn dùng để nó trao đổi với các cái tế môi trường chung quanh đó, cho nên đó là người ta tổng hợp giảm cái cấu trúc lại thiệt là nhỏ để nó chui vô, và chúng ta chỉ còn có một cái dòng beta lactam thôi. Và lúc bây giờ nó chỉ có một cái hoạt chất duy nhất đó là atreonem, và điều đó cái phổ của nó là cái gì các bạn? Nó chỉ có tác dụng đối với rám âm. Phổ chỉ có tác dụng đối với rám âm thôi. Rồi như vậy thì người ta lại nghĩ tới bây giờ để bảo tồn tác dụng của thuốc nữa thì người ta làm cho cái enzyme beta lactama tiết ra bị phá hủy đi, và người ta dùng các chất được gọi là chất ức chế beta lactama. Những chất này không có tác dụng kháng khuẩn, hoặc là cái tác dụng kháng khuẩn nó gần như rất yếu, không có để dùng để diệt khuẩn được, nhưng người ta cho nó vô thì nó làm bất hoạt các beta lactama. Như vậy thì những cái beta lactam nào bị cái enzyme này phá hủy thì nó được bảo vệ. Nên các bạn sẽ thấy thường họ hay phối hợp cái một cái chất beta lactam với một chất ức chế beta lactama, phải không? Nhưng chúng ta có một cái điều chú ý. Hiện nay thì bằng chứng y học người ta chỉ ra chỉ có penicillin mới phối hợp được các chất ức chế beta lactama có tác dụng. Các bạn sẽ thấy axit lavulanic thì chuyên là phối hợp với amoxicillin. Simvastatin thì chuyên phối hợp được với ampicillin, còn tazobactam thì phối hợp với piperacillin. Còn cephalosporin phối hợp với những chất này, người ta chưa ghi nhận được những cái tác dụng phối hợp. Nên các bạn sẽ thấy rất gần như không có cái chế phẩm nào có cephalosporin cộng với một cái axit lavulanic hay là một cái chất ức chế beta lactama ha, trừ một cặp duy nhất mà Bộ Y tế Việt Nam cho xài, cái FDA Hoa Kỳ nó cũng chưa cho xài, nó cũng khuyến cáo là nên thận trọng nữa. Đó là phối hợp giữa simvastatin với cái cefoperazole, cặp đó duy nhất là cho phối hợp thôi. Còn hai cái nằm ở bên dưới đó là avibactam và vabobactam thì hiện nay FDA Hoa Kỳ nó cho xài ở Mỹ rồi và người ta đang nghiên cứu, và đặc biệt hai cái chất sau này nghiêng này đó các bạn, thì người ta đang nghiên cứu cho nó phối hợp với các cephalosporin đó, người ta đang nghiên cứu cái đó. Thì đó là hết cái nhóm beta lactam nha. Để các bạn, nhóm thứ hai đó là nhóm aminolycosid thì nó đặc trưng cho những cái hoạt chất đó là streptomycin, gentamicin, toramycin, amikacin, kanamycin, còn neitinmycin với neomycin hai cái gần cuối đó thì ít có xài, bởi vì thường người ta hay cho chỉ định ở trong phối hợp bôi ở ngoài sử dụng bên ngoài, trong những trường hợp phối hợp với những cái thuốc kháng viêm để làm gì, để điều trị cái nhiễm trùng do cái bên da ngoài da dân. Đặc tính của nhóm aminolycosid chỉ cần nhớ có hai cái điều đơn giản. Cái thứ nhất là gì đây, đó là hầu hết đều là cái phổ chính của nó là tác dụng chỉ trên con trực khuẩn rám âm hiếu khí, nó không tác dụng trên con kỳ khỉ nữa, chỉ tác dụng trên con trực khuẩn rám âm hiếu khí, đó là cái phổ chính của nó. Và cái thứ hai là
các bạn để ý thấy gần như đây là những cái thuốc ở dạng tiêm hết, phải không? Không có dạng chích, ở không có dạng uống, lộn. Gần như là sử dụng ở dạng tiêm, Trepto, Janta, Ami, Cana, Dopra, Romicin, các bạn để ý thấy chỉ có dạng tiêm. Bởi vì nó là những cái ca chi ông, tức là những cái ion dương nó phân cực, cho nên là nó không có sử dụng được qua đường uống. Và cái điểm thứ ba, cái hệ nhắc tới nhóm này thì có hai cái độc tính lúc nào chúng ta phải nhớ là gì? Tổn thương trên tai gây ra điếc và tổn thương trên thận có hồi phục. Cái nhóm này nó ba có cái đặc điểm giống vậy. Nhóm thứ ba đó là nhóm macrolide. Thì đây là tên gọi chung của erythromycin, rồi chúng ta có laritromycin, rosiromycin, azithromycin, rồi spiramycin hay zosamycin nữa nhé. Vì nhóm này nó có cái cấu trúc cái dòng người ta gọi là macrolide vậy thôi à, tại cái tên hóa học của nó. Nhóm này cái phổ nó tập trung đâu đây? Phổ nó chỉ tập trung trên cái con ram dương, và cái phổ nó rất giống penicillin. Cho nên gần như là người ta sẽ chỉ định cho trong trường hợp mà thay thế đo cho penicillin. Phổ y chang giống như penicillin, tác dụng chính yếu trên những con ram dương. Ram dương nó ra cái phổ chính của nó. Và một trong những cái nhóm kháng sinh mà được xem như là ít độc tính nhất là nhóm này. Cho nên là hai cái nhóm kháng sinh mà có thể chỉ định được trên phụ nữ có thai đó các bạn, đó là cái nhóm beta-lactam và nhóm macrolide này. Còn lại là chống chỉ định hết các bạn. Cái nhóm thứ tư là nhóm lencosamid, nó chỉ có hai cái hoạt chất, đó là lencomycin với clindamycin. Biệt dược của clindamycin khá nổi tiếng đó là cái dalacin đó, các bạn nhớ dalacin C hay dalacin T đó. Thì cái nhóm lencosamid này đặc điểm của nó là gì? Phổ nó chỉ có tác dụng chủ yếu trên con ram dương mà rất mạnh trên con kỵ khí. Chỉ tác dụng trên con ram dương mà lại tập trung trên chính yếu là con ram dương kỵ khí. Còn gần như không có tác dụng trên con ram âm. Thì cái đó là cái thứ nhất, cái chỉ định của những cái nhóm thuốc này thường nó hay tập trung vô cái nhiễm trùng xương, nhiễm trùng mô, da, đúng không? Ổ bụng. Và cái một trong những cái phản ứng phụ mà sử dụng nó người ta sợ nhất đó là cái hội chứng viêm ruột kết giả mạc. Thì cái hội chứng viêm ruột kết giả mạc là gì thì các bạn tìm hiểu trước đi, còn nữa học tới chương độc tính thì mình sẽ nhắc tới nó. Bệnh nhân sử dụng kháng sinh sau đó thì bắt đầu tiêu chảy, và do cái bộ nhiễm những cái con vi khuẩn cộng sinh ở đường ruột đó, nó sẽ dẫn đến làm tổn hại cái niêm mạc cái ruột, nên phân thì nó lầy nhầy, có những cái màng giả, nên nó mới gọi là viêm ruột kết giả mạc, và có máu đường dân do bội nhiễm những cái con vi khuẩn ở bên trên đường ruột. Nhóm thứ năm là nhóm phenicol, thì thôi đọc tên cho biết thôi chứ hiện nay gần như không còn xài nữa. Đây là cái nhóm kháng sinh tương đối phổ rất rộng, trước đây nó tác dụng rất tốt trên cái nhóm salmonella, nhưng hiện nay độc tính quá cao nên người ta không còn xài. Tác dụng của nó thì độc tính của nó là gì? Đó là nó gây ra cái suy tủy, tổn hại cơ quan máu. Và trên cái đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng, nếu chỉ định cái chloramphenicol này thì nó sẽ gây ra một cái hội chứng ta gọi là hội chứng xám. Đứa nhỏ sẽ xám xịt lại do nó gây thiếu máu đó các bạn. Nên nó dẫn đến tình trạng methemoglobin đó, và nó đưa đến cái thiếu oxy, thiếu CO2, rồi đứa nhỏ nó xám tái lại. Nhóm này thì hiện nay chỉ còn có xài tới được có cái thuốc nhỏ mắt 0,4% mà, và ra gần như không còn chỉ định gì nữa. Cái nhóm thứ sáu là nhóm cyclin, là cái đặc trưng của tetracycline ha. Thì nó còn có cái đang xài đó là doxycycline với minocycline, nhưng dần dần nó biến mất khỏi bệnh viện rồi. Bởi vì là do cái đây là kháng sinh phổ rất rộng, nó tác dụng được cả ram âm, ram dương và trên những cái vi khuẩn nội bào. Cho nên dẫn đến hãy cái gì xài càng rộng càng nhiều thì càng mau bị đề kháng. Và gần như là cái nhóm này bây giờ một là kháng thuốc, hai là cái độc tính. Độc tính của nhóm này nó làm cho cái biến đổi không cái biến đổi cái màu men răng, đúng không? Nó độc tính ở trên gan rất mạnh. Nó gây ra cái thay đổi sắc tố ở da, nó làm cho nhạy cảm với ánh sáng. Thì do đó thì hiện nay nó cũng còn sử dụng rất hạn chế. Dường như cái một cái đặc tính nữa là cái nhóm này không sử dụng được đường tiêm các bạn. Hễ tiêm
thì nó sẽ gây ra cái huyết khối tĩnh mạch hoặc là đau hoại tử ở mô. Cho nên là các bạn để ý thấy ha, giống này tetracycline rồi không có chế phẩm tiêm. Tuy nhiên hiện nay nó có một cái chế phẩm nằm trong nhóm cycline được xài rất nhiều, đó là cái tigercycline, nó mới được đưa ra mới đây. Và tigercycline này thì nó lại có tác dụng ở trong cái mô rất nhiều mạnh, nó phân bố về mô rất mạnh, đồng thời nó lại sử dụng được qua đường tiêm tĩnh mạch. Nó khác với tetracycline ở trên, nó chỗ đó giống vậy. Cho nên là người ta hay chỉ định nó trong trường hợp nhiễm trùng ổ bụng, đồ dân, nó phân bố về bên trong mô rất lớn. Thì đó là cái tigercycline. Còn tác dụng phụ của nó thì vẫn có của cái nhóm cycline nha, vẫn gây đổi màu men răng, đồ dân, vẫn độc tính đồ trên gan. Các bạn đi với bệnh viện trường thì sẽ thấy tigercycline này cũng là một trong những cái lựa chọn khá nhiều. Cái nhóm thứ bảy là những cái peptid, trong đó người ta chia ra làm ba loại: glyco, poly với lipo. Glyco có nghĩa là những cái peptid mà có gắn thêm đường, lipo là những cái peptid mà có gắn thêm các phân tử lipid, còn polypeptid là những cái đoạn mà polypeptid hỗn hợp. Đó. Cho nên là những cái này hiện nay là những cái thuốc đầu tay ở trong bệnh viện khi điều trị nhiễm trùng nặng, mà trong đó nhiễm trùng gram dương đa kháng thuốc thì người ta chỉ định vancomycin, kế tiếp nữa là tycholamin, và nếu mà đã đề kháng luôn với vancomycin với tycholamin thì họ dùng tới daptomycin. Ba cái thuốc đó 7.1 với 7.3 nó được lựa chọn chính yếu trong cái nhiễm trùng con gram dương đa kháng thuốc, và vancomycin nó sẽ là cái thuốc mà lựa chọn chủ yếu cho cái nhiễm trùng do con mRSA. Nếu nhiễm trùng do mRSA tức là Staphylococcus aureus vẫn còn nhạy cảm với meticillin thì họ chỉ định cho cái nhóm mà oxacillin, loxacillin đó. Còn những cái con mRSA tức là đã kháng với meticillin rồi thì họ sẽ chỉ định vancomycin, và họ có thể thay thế tycholamin, bởi vì cái vancomycin đó, thì nó chỉ dùng được đường tiêm tĩnh mạch, còn cái tycholamin thì có thể dùng cả đường tiêm tĩnh mạch và cả cái đường tiêm bắp. Và cái một cái độc tính của cái nhóm này nữa thì trên tycholamin nó sẽ ít hơn của vancomycin, cho nên người ta dùng tycholamin khi đã thay thế những cái bất lợi cho vancomycin. Độc tính đó của cái nhóm này là gì? Đó là gây ra cái hội chứng Redman hay là hội chứng người đỏ. Bệnh nhân sử dụng vancomycin thì nó không phải là do một cái phản ứng giả dị ứng các bạn, mà tim với một cái tim tĩnh mạch mà với cái tốc độ thật nhanh đó là bệnh nhân nó sẽ đỏ cả người luôn như cái con tôm luộc, họ gọi đó là cái hội chứng người đỏ. Thì cái tycholamin nó ít xảy ra cái hội chứng này hơn cái vancomycin. Còn cái daptomycin ở dưới thì nó dùng thay thế khi mà bắt đầu đã kháng cái vanco, kháng tyco các bạn. Còn cái colistin là cái dùng đấy là cái lựa chọn cuối cùng hết cho cái điều trị nhiễm trùng gram âm đa kháng thuốc, đặc biệt đó là nhiễm cái con Acinetobacter baumoni và nhiễm cái con Pseudomonas aeruginosa mà đã kháng với các ba bên em, nên colistin là cái thuốc lựa chọn cuối cùng. Hiện nay nó trước đây nó là cái thuốc điều trị nấm, là nó độc và độc rất độc đối với tế bào ung thận, nên khi chỉ định tới colistin thì 3-4 ngàn tuần gì đó là người ta lại phải là cái cho bệnh nhân lọc thận, cái trả thận nhân tạo, độc với tế bào ung thận dữ lắm, bởi vì nó thuốc kháng nấm. Nhưng bây giờ không còn cái gì hết, nên trên những cái con toàn kháng như là cái Acinetobacter baumoni hay là Pseudomonas aeruginosa thì hai cái con đó thì colistin là cái thuốc được ưu tiên lựa chọn. Người ta cũng đang nghĩ tới cái hướng đó là tại sao, tại vì Acinetobacter baumoni hay gây ra viêm phổi, vậy thì chỉ định thử cái khi dùng thì người ta thấy là có những cái chỗ nghiên cứu nó chỉ ra là cái sử dụng kháng sinh colistin qua đường khí dung không có hấp thu được vô trong cái phổi, không hấp thu vô qua cái nhu mô phổi. Đó là cái các peptid, nên các bạn cứ nhớ hiện nay vô trong bệnh viện thì những cái nhẹ nhẹ ban đầu rộng dân thì nó dùng các cái aminoglycosid, chlorokinolone, rồi tới cephaloporin thế hệ thứ 3, mà hãy nặng nữa, chuyển vô nặng nữa rồi thì những cái mà được lựa chọn đầu tay phổ rộng đó là imipenem với meperonem. Còn hệ con gram dương kháng thuốc nặng là vancomycin,
mà cái cuối cùng hết con rắm âm đa kháng thuốc đó là colistin. Nó chỉ có mấy thứ đó giống vậy. Còn tetracycline, cephalosporin, thế hệ thứ nhất động dân làm gì còn nữa. Đó là những cái để các bạn chú ý. Biệt dược của tecolamin nó có cái biệt dược đó là tacoxit. Còn cái biệt dược của cái daptomycin nó chính là cái cubicin. Rồi khi các bạn đã gặp những cái này hết rồi, nếu bạn nào đã làm ở bệnh viện. Cái nhóm thứ 8 là nhóm quinolone. Thì quinolone nó chia ra làm hai nhóm các bạn, phân biệt rõ nha. Quinolone là chỉ cho cái thế hệ kinh điển mà đặc trưng cho cái nhóm đó là acid nalidixit. Trước đây có một cái biệt dược rất nổi tiếng vào những cái năm 80, đó là cái Negram, các bạn nghe nhắc nhé, Negram. Thì cái acid nalidixit là một cái quinolone, phổ của nó chỉ có tác dụng chính yếu trên con trực phẫn gram âm thôi. Và nó hay được chỉ định cho trong những cái trường hợp nhiễm trùng tiết niệu sinh dục, tiết niệu chủ yếu là đường nhiễm trùng tiểu. Sau đó thì người ta mới gắn cái nguyên tố fluor vô trong cái nhân quinolone, và chúng ta có từ cái nhóm thế hệ thứ hai đổ lên, đó là nhóm fluoroquinolone và là cái nhóm đang xài nhiều nhất hiện nay. Còn cái acid nalidixit thì gần như Hoa Kỳ FDA nó còn cho xài, còn Việt Nam thì nó mất luôn, gần như không có nữa, bởi vì nó đã kháng thuốc rất nhiều. Như vậy thì các bạn nhớ ha, chúng ta có nhóm quinolone và nhóm fluoroquinolone. Những cái nhóm fluoroquinolone là trong cái tên nó lúc nào có chữ fluoxacin làm sao đó các bạn. Thì hiện nay cái thế hệ thứ hai người ta chỉ còn xài có cái ciproflaxacin thôi. Còn nếu các bạn nào mà có nghe trước đó nó có cái ofloxacin là ofloxet, dược khá nổi tiếng, nhưng bây giờ nó đã kháng dữ lắm rồi, nó không còn nữa. Bây giờ thì thường là nhiễm trùng, các nhiễm trùng gram âm thì người ta sẽ chỉ định ngay cái ciproflaxacin, thường là vậy. Còn sau đó nó thế hệ thứ ba thì chúng ta đang xài đó là levofloxacin và mosiloxacin, không? Thì bây giờ cái phổ của nó lại lấn qua được bên con gram dương. Nó cũng tác dụng trên gram âm mà nó lại lấn qua được cả bên con gram dương. Còn trong khi đó ciproflaxacin thì lại không tác dụng trên con gram dương. Cơ chế của nó sẽ giải thích điều đó nữa, chúng ta học tới cơ chế. Thì hiện nay nó đi tới đó đó. Còn những cái còn lại thì đôi khi người ta bộ y tế nó chưa có đem vô cho xài nhiều, mặc dù đã phân chia giống như vậy. Thì levofloxacin với mosiloxacin nó lại có một cái đặc tính là sinh kháng dụng qua đường uống rất tốt. Bên cạnh đó nó thuộc nhóm kháng sinh mà phụ thuộc vô nồng độ, cho nên đôi khi các bạn sẽ thấy nó dùng một cái liều cao một lần một trong ngày mà là uống nè, uống hiệu quả. Thì cái levofloxacin thường hay được chỉ định trong cái nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng niệu có biến chứng hay không do rắm âm. Còn cái mosiloxacin thì ngược lại nó mạnh, rất mạnh trên con gram dương. Và nó là cái thuốc thải trừ chủ yếu qua mật, qua gan. Còn levofloxacin thì thải trừ chủ yếu qua đường tiểu. Đó là cái lựa chọn khác nhau của nó giống vậy đó. Nên những cái chỉ định của nó cũng khác nhau một chút. Đó là cái nhóm mà các bạn lật vô. Người ta sẽ gọi levofloxacin, mosiloxacin là các quinolone hô hấp. Các bạn thấy thế hệ thứ ba. Bởi vì bây giờ nó tác dụng mạnh qua con gram dương, đặc biệt là những cái bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Nên họ gọi hai cái thuốc đó là cái nhóm quinolone hô hấp. Đặc tính của cái nhóm này là gì đây? Một trong những cái nó là sẽ chống chỉ định phụ nữ có thai, bởi vì cơ chế của nó là nó ức chế tổng hợp axit nucleic nhân. Nó liên quan đến việc nhân đôi tế bào. Một cái nữa là nó có thể làm tổn hại cái mô sụn. Nên người ta chống chỉ định nó ở trẻ em trưởng thành. Chứ ở trẻ em chưa trưởng thành. Những cái này nữa chúng ta sẽ đi sâu vô phần học tính. Giờ các cái nhóm khác còn lại thì nó nằm ở trong đây. Đó là cái cotrim hay trimoxazole, là một cái phối hợp giữa sulfamid cộng với trimethoprim. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm osazolidinone, mà một cái hoạt chất đang được xài rất nhiều hiện nay đó là cái linezolide. Linezolide đầu tiên người ta sắp nó ở trong cái nhóm aminolycosid. Và các bạn cũng dễ nhớ ha, nhóm aminolycosid là gì? Phổ chính yếu trên con trực phẫn gram âm và là một cái chất chỉ tan trong nước nên không có dạng tiêm. Còn cái linezolide bây giờ ngược lại chỉ không có dạng uống. Còn cái linezolide thì bây giờ ngược lại phổ chính yếu trên con gram dương và có thể dùng tiêm, có thể dùng uống. Nó ngược lại giống vậy. Là phổ của nó linezolide các bạn nhớ chỉ có trên con gram dương thôi các bạn, chỉ hiệu quả. Và nó là
hấp thu rất tốt qua đường uống, cho nên nó là một cái thuốc mà điều trị nhiễm trùng thần kinh trung ương mà có thể dùng được ở dạng uống. Còn cái còn lại thì rõ ràng là nó dành cho một cái phổ nãy giờ mình chưa nhắc tới, đó là gì các bạn? Trưng con kỵ khí. À, cho nên các cái 5 nitroimidazone này, trong đó như là metronidazone mà chúng ta thường nghe xài rất nhiều, nhóm này cái phổ chính yếu nó nằm ở trên cái con kỵ khí, trên bắc tyroid, trên những cái con động vật nguyên sinh như tế bào, cái động vật nguyên sinh như là amip, như là trùng roi này, thì người ta chỉ định cái nhóm này phổ chính yếu nằm trên con kỵ khí và những cái con động vật nguyên sinh. À, đó là cái những cái chính. Thì hiện nay Bộ Y tế nó phân ra giống vậy và nó cho một số các cái nhóm kháng sinh phủ trên một số các cái phổ chung giống như vậy. Thì các bạn sẽ khi học thì chúng ta chú ý một số các đặc tính giống vậy thôi. Thì cái phần cuối buổi của cái chương kháng sinh này tôi sẽ nhắc lại cho các bạn một số các điểm chính để đối phó với thi cử. Đó là phân loại về mặt cấu trúc khoa học. Còn nó có thể phân loại theo cơ chế tác động là cái phần chúng ta sẽ đi giải thích cơ chế tới đây. Kháng sinh thì nó rất nhiều, nó có nhiều cái cấu trúc hóa học, nhưng mà cơ chế thì chỉ có 4 nhóm mà các bạn. Chỉ có 4 nhóm thôi. Toàn bộ từ cái D đến F là nó liên quan đến cái quá trình chuyển hóa của acid nucleic. Cho nên là nó chỉ có 4 nhóm mà. Đó là gì? Đó là cái ức chế tổng hợp với tế bào, tác động trực tiếp lên màng tế bào của vi khuẩn và ảnh hưởng lên cái tổng hợp protein của tế bào vi khuẩn. Và cái thứ ba đó là nó làm ảnh hưởng lên quá trình tổng hợp acid nucleic nhân, tức là cái mà để tạo ra cái ADN để nhân đôi tế bào. Nó có 4 cơ chế đó thôi. Nó có thể phân theo cơ chế tác dụng điều trị trước đây, nên các bạn sẽ thấy cái nhóm kháng khuẩn nó nằm trong cái nhóm thuốc quá trị liệu đó ha. Và cái mà người ta đang nhắc tới đó là dựa vô cái tác dụng dược lực học với dược động học. Thì như tôi nói lúc đầu hồi nãy, MIC là cái chỉ số về dược lực học. Nó không có hạn định, nó không thể hiện được, nó chỉ là in vitro, nó không thể hiện được cái sự can thiệp hỗ trợ thêm của các cái yếu tố phòng vệ cơ thể đó chơi kháng sinh, bởi vì mình lấy ra ngoài, mình nuôi cấy bên ngoài. Nên họ mới nghĩ tới một cái nhóm tác dụng chỉ cái chỉ số dược đó, dược lực học thứ hai, đó là cái MBC, cái gì đó, cái BAE, tác dụng sau kháng sinh hồi nãy. Và như vậy thì có cái loại kháng sinh mà nó gần như là có MIC, cái BAC, BAE rất dài, và có cái loại kháng sinh thì gần như là có BAE rất ngắn hoặc không có, nên dẫn đến có thể dùng nhiều lần hoặc một lần trong ngày. Đặc tính này sở dĩ có được là nó dẫn đến phân ra hai nhóm, là nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ và nhóm kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Như vậy á, thì khi chúng ta tối ưu hóa một cái liều điều trị, tức là tạo một cái nồng độ tốt nhất để điều trị trên từng cá thể hóa, tức là trên từng cái người bệnh á, một á, thì chắc chắn cái nhóm kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ thì chúng ta phải làm sao tạo cái nồng độ hiểu càng kéo dài càng tốt. Còn nhóm kháng sinh phụ thuộc vào thời gian thì càng tạo ra cái nồng độ mà càng cao thì càng tốt. Độ diệt khuẩn càng cao thì cái mức độ sát diệt khuẩn nó cũng sẽ tăng mạnh đi theo. Đó là cái nguyên tắc chính để sử dụng một cái chỉ số BKBD trong cái tối ưu hóa của cái liều điều trị. Thì các bạn sẽ thấy vậy thì những cái chỉ số BKBD đó là cái gì? Đó là người ta lấy một cái nồng độ của một cái dược động học, chỉ số dược động học của thuốc đó chia cho cái chỉ số dược lực học của thuốc đó là MIC. Đây. Thì ba cái thông số này người ta gọi đó là các chỉ số BKBD được sử dụng trong tối ưu hóa ở liệu pháp xuống thang để người ta cá thể hóa điều trị. Các bạn dùng vô các bạn thấy ha. Họ sẽ dùng cái kháng sinh đồ để xác định ra cái tác nhân gây bệnh và cái MIC của con vi khuẩn đối với cái kháng sinh đó. Vậy thì bây giờ một cái kháng sinh điều trị hiệu quả thì phải cho ra cái nằm ở trên ngưỡng MIC phải không? Vậy thì bây giờ họ cho một cái liều, họ tính ra cái Cmax của cái liều đó, lấy cái Cmax của cái liều đó chia cho cái MIC và làm sao cái tỷ lệ lớn hơn từ 1 trở lên thì chắc chắn cái liều đó là cái liều hiệu quả.
họ cho một cái liều vô, họ tính cái liều đó đạt được một cái AUC, tức là cái diện tích dưới đường cong, cái lượng thuốc mà cơ thể thật sự sử dụng đó. Sau đó thì chia cho cái MIC mà vừa lấy được trên kết quả kháng sinh đồ, thì cái tỷ lệ này nếu lớn hơn một nữa tự trở lên thì chắc chắn là cái lượng thuốc cho vô lúc nào cũng nằm trên ngưỡng MIC, phải không? Hoặc là họ sử dụng một cái liều làm sao để nó là kéo dài cái thời gian nằm trên ngưỡng MIC, càng dài chừng nào thì càng tốt chừng đó. Thì cái chỉ số này ta gọi đó là chỉ số BKPD, nó cá thể quá, nó tối ưu quá, bởi vì chúng ta sẽ tính toán ra từng cái liều một để tạo ra cái tỷ lệ hiệu quả. Tỷ lệ này phải lớn hơn một trở lên, và nó lại cá thể quá điều trị, tức là bây giờ họ tính trên từng cái bệnh nhân một, cái mẫu tìm ra, mẫu bệnh phẩm tìm ra MIC trên kháng sinh đồ, rồi lại tính cái liều cho từng cái nhóm kháng sinh sẽ được chỉ định mà cái con vi khuẩn còn nhạy cảm. Cho nên chúng ta gọi đó là tối ưu quá liều điều trị trong cá thể quá điều trị. Đó là cái từ nguyên gốc của nó giống vậy đó, và nó dùng để cho trong cái liệu pháp xuống thang. Chúng ta đã xác định được tác nhân gây bệnh rồi, và như vậy thì mình bắt đầu mình chỉnh cái liều, tính toán cái liều để làm sao vừa giết được cái đúng cái tác nhân gây bệnh đó, nhưng mà cho kháng sinh vô đúng thì là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là nó phải luôn luôn là nó tạo ra cái nồng độ nằm trên ngưỡng MIC. Đó là cái ý nghĩa của cái việc dùng cái chỉ số BKPD giống vậy đó. Thì nó chỉ có hai chuyện kế tiếp đối với cái việc tối ưu quá liều này là cái gì đây? Như vậy thì các bạn sẽ thấy cái thứ nhất, cái tỷ lệ này đó là bao nhiêu chứ không phải lớn hơn một. Thì người ta dựa vô cái bằng chứng thực nghiệm, người ta sẽ cho mỗi một cái kháng sinh nó sẽ có một cái chỉ số là bao nhiêu. Cái phần này các bạn cũng có thể đọc ở trong cái chỉ số BKPD ở trên cái quyết định beta 8, nó có hướng dẫn một vài cái dưới beta lactam thì cái chỉ số này là bao nhiêu, còn với amino glycosid thì chỉ số này là bao nhiêu, các bạn đọc trong cái quyết định 708. Vậy thì cái vấn đề thứ hai còn lại là chỉ số nào cho nhóm kháng sinh nào, thì họ dựa vô cái đặc tính hồi nãy đó, cho nên là cái những cái kháng sinh mà có BAE ngắn hoặc không có thì họ dùng cái chỉ số, tức là đây là nhóm phụ thuộc thời gian phải không, vậy thì họ dùng cái chỉ số để tính liều, đó là T lớn hơn MIC. Chứ họ không lấy cái chỉ số Cmax trên MIC để tính cho cái nhóm kháng sinh beta lactam hay là cái clindamycin hay marulic. Còn cái nhóm kháng sinh mà phụ thuộc vô nồng độ mà có BAI rất dài thì đương nhiên họ dùng đã phụ thuộc nồng độ thì họ dùng chỉ số Cmax GMIC và AUC trên MIC để tính liều. Còn cái nhóm vừa phụ thuộc vô thời gian mà lại có BAI kéo dài thì người ta